Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen đã có cuộc điện đàm chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng ta và chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức rất thành công đại hội, nhấn mạnh đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Trung ương Đảng tín nhiệm bầu lại giữ chức Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò uy tín của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà việt nam đạt được trong thời gian qua tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn chủ tịch đảng cpp thủ tướng hun sen đã có cuộc điện đàm chúc mừng thành công của đại hội Cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng CPP và các cơ quan, đoàn thể, tổ chức nhân sĩ của Campuchia cũng đã có điện mừng gửi các đối tác của Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài Việt Nam Campuchia. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao và bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực trong thời gian qua, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện việt nam campuchia ngày càng phát triển bền vững góp phần vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới